Ở phút 56, trận đấu giữa Arsenal và West Ham từ pha tấn công bên cánh trái, bóng tìm tới đầu Antonio sau quả tạt của đồng đội ở cự ly chỉ khoảng 5m. Tiền đạo này đánh đầu căng và hiểm hóc về phía khung thành Arsenal. Pha dứt điểm của Antonio đi về góc xa, đánh lừa hướng di chuyển khép góc của Ben Leno. Tuy nhiên, thủ môn người Đức vẫn kịp tay cản phá, cứu đội chủ nhà một bàn thua trông thấy. Trước khi xem video clip, các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong bóng đá, những cầu thủ ghi bàn luôn là điểm nhấn của mỗi trận đấu. Tuy nhiên bên cạnh đó có một vị trí ít được nhắc tới hơn, thầm lặng cống hiến trong từng trận đấu. Đó là vị trí thủ môn, chốt chặn cuối cùng của mọi đội bóng. Và có lẽ sẽ là thật không công bằng khi chúng ta quá chú ý đến những bàn thắng mà không quan tâm đến những tình huống bay nhảy cản phá, cứu thua trong cả trận đấu của họ. Một vị trí mà ranh giới giữa người hùng và tội đồ trở nên vô cùng mong manh hơn bao giờ hết. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn theo dõi lại video tổng hợp những pha cản phá nhanh như điện xẹt của các thủ môn trên thế giới. Tình huống diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu tứ kết giữa Brazil và Mỹ World Cup 2018, khi mà Thibaut Courtois cùng đồng đội đang dẫn trước Brazil 2-1 và tấm vé bán kết đang đến rất gần với họ. Nhưng rồi sự vùng lên tấn công đầy quyết tâm của Brazil ở những phút cuối đã khiến khung thành của đội tuyển Mỹ chao đảo, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Courtois thì có lẽ trận đấu đã có thể có kết quả khác. Một cú ra chân nhanh đầy kỹ thuật của Neymar đã đưa bóng vào góc cao, và pha bay người của thủ môn đang thuộc biên chế Chelsea khi đó đã xuất sắc cản phá tia hy vọng cuối cùng của đội bóng Nam Mỹ. Hai pha cản phá xuất thần trước những cú dứt điểm liên tiếp từ các cầu thủ bên phía Sevilla của thủ thành Stegen, một minh chứng rõ ràng nhất về vị trí số 1 của tuyển thủ người Đức trong khung thành đội bóng xứ Catalan. Mặc dù Adrian chỉ là thủ môn số 2 của Liverpool sau Alisson Becker, nhưng với những gì thể hiện thì khả năng của anh không hề kém cạnh. Và đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nhận đường tạt vào trong qua đầu của Van Dijk thuận lợi cho cầu thủ số 14 Napoli băng vào tung cú dứt điểm cận thành. Nhưng thủ thành Tây Ban Nha đã bay người cứu thua trong gang tấc. Mỗi khi hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid đối đầu nhau, sự quyết liệt và kịch tính luôn xuất hiện với lối chơi ăn miếng trả miếng của hai đội. Một trận đấu mà thủ thành của hai đội có trách nhiệm rất lớn trong việc bảo vệ khung thành đội nhà khỏi bàn thua. Và đây là một pha bóng cho thấy sự quyết tâm đó đến từ Keylor Navas. Một cái bay người hết cỡ cản phá cú bấm bóng đầy tinh tế, đưa bóng đi rất xoáy của siêu sao Lionel Messi, cứu một bàn thua trông thấy cho Real Madrid. Hu
Hugo Lloris là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện tại và là một trong những nhân tố góp công lớn trong thành tích đoạt chức vô địch World Cup 2018 tại Nga của đội tuyển Pháp. Đây là một tình huống diễn ra trong hành trình đến ngôi vương thế giới của đội tuyển Pháp, diễn ra trong trận tứ kết với Uruguay khi mà đại diện đến từ châu Mỹ được hưởng pha đá phạt, cú treo bóng đầy khó chịu vào vòng cấm và cú lắc đầu rất nhanh của Martin Caceres đã không thể đánh bại phản xạ xuất thần sau đó của đội trưởng đội tuyển Pháp. Không thể tin nổi với phản xạ chớp nhoáng của thủ thành Bichet, tưởng như đó sẽ là bàn thắng dành cho Manchester United từ cú đánh đầu cận thành rất căng của cầu thủ số 14, nhưng Bichet đã nói không với tình huống này. Cú dứt điểm nhanh là vậy, nhưng cái sải tay của thủ thành Chelsea đã cản phá ngoạn mục, không có bàn thắng cho Manchester United. Lại là một màn trình diễn chói sáng khác của Marc-Andre ter Stegen trong khung gỗ của Barcelona. Đầu tiên là pha bay người cứu thua trước cú đánh đầu rất hiểm hóc ra góc xa khung thành, và tiếp theo sau đó là cú khép góc cản phá cú sút bồi cận thành rất nhanh của đối phương khiến Barca thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Neuer hiện đang là thủ môn xuất sắc nhất hiện tại, một thủ môn đã mang lại một định nghĩa mới trong vai trò của một vị trí khung gỗ. Mỗi khi Neuer trấn giữ khung thành thì mọi tiền đạo trên thế giới có lẽ sẽ phải nản chí trước những pha bay người cản phá mẫu mực của anh. Tưởng như đã có bàn thắng cho Arsenal với cú đánh đầu rất căng ở cự ly 5m của Theo Walcott. Khi mà đồng đội của anh đã giơ hai tay lên ăn mừng thì Neuer đã từ chối một cách lạnh lùng. Cản phá nhanh như điện là lời mô tả chính xác nhất cho pha cản phá của thủ môn người Đức này. Ngoặt bóng khéo léo loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Manchester United, Roberto Firmino đưa bóng chính xác vào trong cho Joel Matip có cú đệm lòng cận thành. Nhưng lại lần nữa, De Gea lại trổ tài cứu thua cho Quỷ Đỏ. Cú dang chân rất nhanh của cầu thủ Tây Ban Nha đã cản phá trái bóng ngay trước vạch vôi cầu môn.
Cú khứa lòng đầy tinh tế của Harry Kane loại bỏ hàng phòng ngự Arsenal đã đặt tiền vệ Eriksen vào tư thế đối mặt với thủ môn Leno, để rồi cú dứt điểm rất căng của cầu thủ Đan Mạch đã không thể vượt qua được Leno. Và ngay sau đó, cầu thủ số 17 Sissoko tung cú sút bồi rất nhanh nhưng cũng không thể khuất phục được thủ thành người Đức. Như vậy, chúng ta vừa được thưởng thức lại những pha cứu thua xuất thần từ vị trí thủ môn trong các trận đấu. Thủ môn luôn là vậy, lạnh lùng, bền bỉ, thầm lặng, cống hiến, giữ cho đội nhà không bị nhận bàn thua. Một vị trí xứng đáng được coi là chiến binh trên sân cỏ. Nếu bạn thấy video thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó chính là động lực cho kênh ra những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.